không phải đầu. Thế không phải đâu. Anh phải đầu. Anh có đầu của nó với em. Không phải đấy, không phải. Mũ lên thực hành phòng cháy chữa cháy. Nhân viên an ninh thực hiện phụ tập phòng cháy chữa cháy để chuẩn bị triển khai mục tiêu mới. Hoành tráng như đấy, mũ phải thế. Không phải đâu đâu, cái này không phải đâu đâu, cái này là đúng rồi đấy, cái này là như này này, cái này là đúng rồi, không phải đâu đâu. Cái này phải đâu đâu. Này, như này này. Này. Không phải đâu. Lên hẳn tên thôi. Mình cho hẳn ở đây, nó là có cái ngàm đấy anh ơi. Đây. Đây này. Đây này. Nó phần ngược lại. Phần ngược lại. Nói thì nó phải đâu, đâu thôi. Đâu này kia bắn kia rồi, cắt vào. Nó phải cho le thì nó mới bằng nhau được. Nếu mà gấp bằng nhau mà cuộn là nó bị lệch. Cuộn lệch này là rất là khó. Cái dây gắn, cái trên dài, cái ngoài nó. Cái này khi quăng ấy, thì bắt buộc là chúng ta phải quăng mạnh và theo chiều đi thẳng khi mình phải đi qua trước chân của mình này. Quăng mạnh. Đấy, khi mà cạnh ra thì để một đầu xuống. Cầm cái này chưa? Cái này chưa anh Hậu? Bình chưa? Giới thiệu bình chưa? Cuộn vời. Rồi. Thank you.
anh lên cuộn, anh lên cuộn vòi, anh lên cuộn vòi bên kia đi. Mới lần đầu không sao. Trái phải một người phải nói tiếng lại một mấy lần để cái người rồi. Cứ bỏ xuống rồi lệch bỏ lệch nhau. Lệch nhau cách nhau khoảng gần mét đấy. Không. Xa quá rồi. Anh lôi căng ra, anh lôi căng ra để anh ấy. Rồi anh ơi, đây, cho chú quấn hết rồi chú. Thank you.
từ đấy trước mình sẽ có cái tư duy vào cái cây này, mình muốn này, mình muốn cái mặt đấy trước đấy, mặt đấy kia mình nói được không từ này đấy. Cái chỗ bằng cái này mà. Tập huấn phòng cháy chữa cháy. Khi nào có cháy tầng mình cái đường mình. Còn những tầng mình là các bà. Giật nó cứ nhảy vô trên được, ăn vô trên là giật nó bằng cái tay dễ dễ ấy mà. Kéo căng là tự nó ấy à? Kéo căng nha. Đấy. Lùi lại sao từ từ. Nó chưa lên. Kéo dây trên lại. Nữa đi. Rồi. Đấy, con từ từ. Chú quấn này đi, nó bị lỏng ấy, chú nhìn anh Cường rồi, nhìn Cường quấn kìa. Tay của chú phải cứ thò trong này, chú cứ bằng cái này, không được bằng bên ngoài, đấy, đảm bảo luôn là chắc chắn luôn, đấy, đi đây, đấy, à, cái tay của mình phải nắm như này, chắc là mình cũng bằng cái này. Anh Cường chỉ ở chú. Không, chú đừng có cứng tay thế, đây chỉ cần chú lỏng tay thôi, đây, cho bảo chú nhé, chú cứ làm này, này. Chú cứ xoay cái tay của chú ở giữa cái đòi thì nó sẽ chảy ra cái này, chú có lăn bao nhiêu được đấy, rất nhanh đấy. Chú nắm cái đòi này quay này đấy thì nó sẽ chảy dài như này đấy, dần dần ok rồi, dần dần đấy. Ai chưa quấn này lên quấn đi đây này. Chú quấn ngay vào con cháu thôi. Mày, đang thích sao?
em chỉ đang đứng đứng không đứng đứng thẳng lên thẳng rồi rồi vừa lên trước rồi hấp 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 cái tay phải cho tay 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 mình phải đưa ra đưa ra rồi đấy. Đấy ok đấy vài lần dần dần nó quen vài lần nó quen lên à đấy chú bay quấn được chưa chú dừng quấn được chưa rồi kiểu dân quấn hết quấn luôn hoàng mình khó quấn nhỉ. Đấy, chú Năm thấy còn lệch, lệch thì do đầu kia. Chú Năm mới dây đầu kia. Đấy, kéo căng là chú khắc căng à. Đấy, chú Năm hai đầu kéo căng lên. Chú kéo căng lên. Đấy nào lệch thì ấy trở. Chú Năm mới giật giật cái dây cái, giật giật cái dây cái. Rồi. Từ từ, để lệch, lệch, lệch nữa, lệch nữa đi. Chú kéo lên nữa đi. Lên một tí nữa, lên một tí nữa. Rồi, quấn. Làm lại, bỏ ra. Để nó vào tay đầu này, tay này vào nhá. Hai cái ngón tay của này. Đấy. Đấy. Hai tay cũng nắm nắm dừa còn vào. Đấy, cái này là có độ trơn. Độ trơn nên là mình mới phải nắm theo kiểu giống con ốc. Mình chỉ cần nắm ở trong mình nắm ra được. Nhanh mà. Chú mà không làm không đọc tay nó cò một trong được là có cuốn. Phải tay phải cò một trong ra được đấy. Khi mà tay cò vào lưới rồi thì chú mới cuốn được nhanh. Đấy, bây giờ mình cứ lăn về dài thoải mái. Từ từ, cái bên chỗ anh Hoàng nó chưa cân đâu. Anh Hoàng à. Đó, đấy, làm đầu chưa làm lại đi, làm đầu chưa cân chưa kìa. Anh kéo cho anh kéo đi. Không mấy phân là vừa. Thôi giờ không sao hết. Khi mà ấy thì chú cần nó cần đọc ngược. Nhớ ta kiếp nhá. Vâng. Ông mèo bay rồi. Cái tay chân cũng vào cái tay luôn. Chân cũng. Cứ quăng không sao. Rồi, đó rồi. Rồi, lắm đấy, lại lần hai nào.
bằng đường như nhận nước thắt ra mảnh cái tay này này, tay này cho nó rớt được thắt rớt đông để làm gì đấy. Rồi quăng đi. Cao quá, xa quá. Còn cao quá luôn. Thấp cũng nó chạy từ dưới chân mình ra thôi. Nhắm lại đây. 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 Dài quá. Tuyến điểm đối với công an. Có nhảy nhảy không ấy. cần gì giật đấy, cứ thế ôm cục lâu làm được lâu ngồi chỗ vẫn đứng đập đít. Đấy rồi có cần không cần phải giật lại thì nó giật từ thẳng từ đây đấy. Không, theo cái định là nếu mà lém ở cái chỗ nó có chướng ngại vật là không được. Cứ cầm một đầu nhanh nhất. Chạy cứ cầm một đầu chướng ngại vật mà. Cầm một đầu, không ra không? Không ra. Ném xong rồi thả một đầu. Ném xong có ra nhảy được hay không? Không có đâu. Nhìn nó ra thì nó cầm được. Không, nó cứ bung ra được mà, nó cứ bung ra còn mình chạy mà. Bung khỏi cái này ra được, là mình ôm nó chạy được. Thank you.